đã con mắt với body U50 của Tổng thống Pháp bên vợ là giáo viên cũ hơn 25 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn sở hữu ngoại hình phong độ. Cường tráng dù đã 44 tuổi. Ông vẫn sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ không thua kém bất kỳ thanh niên nào khác. Ông cùng người vợ hơn 25 tuổi thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng bên nhau. Tổng thống Pháp đôi khi hắc tuổi bằng những bộ trang phục trẻ trung, năng động. Ông Emmanuel Macron từng thu hút sự chú ý khi phanh áo sơ mi để khoe ngực nam tính. Emmanuel Macron là vị tổng thống hiếm hoi có phong cách ăn mặc đa dạng, phù hợp với lớp trẻ. Tổng thống Pháp trông cực ngầu khi đi nghỉ dưỡng cùng với vợ. Khi tham gia các sự kiện vận động ngoài trời, Tổng thống Pháp thường chọn trang phục thoải mái và khỏe khoắn. Hình ảnh đời thường của ông Emmanuel Macron luôn khiến các chị em ngất ngây. Dù bận rộn với công việc nhưng Tổng thống Pháp vẫn dành thời gian cho đam mê bóng đá. Ông Macron khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng khi mặc trang phục thể thao. Dù mặc áo sơ mi trắng để đấm bốc trong Tổng thống Pháp vẫn cực ngầu. Tổng thống Macron là một trong những chính trị gia quyến rũ nhất thế giới hiện nay. Lấy vợ hơn mình rất nhiều tuổi, Tổng thống Pháp luôn cố gắng ăn mặc đồng điệu, hài hòa với đệ nhất phu nhân. Mặc dù vậy, trang phục khiến ông Macron trở nên hấp dẫn hơn cả đó là chiếc sơ mi trắng. Vợ chồng ông luôn song hành với nhau mọi lúc mọi nơi.